lợi ích cho mình á, hàng ngày mà không có lợi ích cho người. Tôi hồi xưa suy nghĩ lắm đó. Cũng có ba điều thôi, cũng có ba điều thôi, nắm cái đó làm chắc, lợi ích cho mình để có cái đời sống của mình, trong đời sống với những cái người có duyên với mình, hoặc xuất gia hoặc tại gia, những cái người xung quanh mình. Tôi ở đâu cũng đồng lắm nha, không cái hồi và từ mà tôi biết lãnh chúng tôi bây giờ năm 1945-46 tới bây giờ ở đâu cũng đông rằng hết, không có ở đâu mà vắng hết đó. Thành ra mình á, giữ ba điều và lấy ba điều của mình giữ đó để dìu dắt người khác. Nếu người ta tin được thì người ta cũng làm như mình vậy. Điều thứ nhất, ăn chay, phải thiệt ăn chay, mỗi ngày mới ăn thịt chúng sanh nha, thôi không còn nói được cái gì nữa hết. Không được thì nói cái gì đó mà thiện là ác hay cái gì nữa, mỗi ngày ăn thịt chúng sanh còn thiện ác gì nữa, phải gì không, nghiệm coi. Thịt chúng sanh mà còn ăn được thì việc gì không dám làm, mà thiện nào mà sanh lên được. Bởi vì ăn thịt nó, thịt của nó, nó phải bị bắt, bị giết, bị nấu, bị nướng, bị này kia đủ thứ hết rồi mới có ăn. Chứ đâu phải khi không mà để có mà ăn. Thì nội cái đó mình thấy, cái đó là thôi. Mà đạo Phật thì lấy từ bi làm chánh, thì phải vậy không? Từ bi làm chánh. Đạo Phật lấy từ bi làm chánh. Mà ăn thịt chúng sanh thì còn từ bi cái gì? Nghiệm chút đâu biết. Cho nên ăn thịt chúng sanh rồi không còn nói gì nữa. Thứ nhất, ăn chay, thiệt ăn chay. Rồi thấy ở trong Kinh Lăng Nghiêm hay chỗ này kia, cho đến Phạm Giống chẳng hạn, ngũ tầng không được rớ tới. Kinh Lăng Nghiêm nói về cái mà tiệm thứ tu tập, mà cái đầu tiên hết ngăn cái trợ duyên á, cái trợ duyên mà để tiến lên trên đường tu á, ngăn trợ duyên á, giúp cái trợ duyên là không được ăn ngũ tầng, phải rõ ràng. Kinh Lăng Nghiêm ai đọc Kinh Lăng Nghiêm mà thấy rõ ràng những cái tiệm thứ tu tập ở trong Kinh Lăng Nghiêm, đầu tiên hết á, phải dứt ở nơi cái trợ duyên, cái duyên mà giúp để cho tu tập, phải không ăn ngũ tầng. Ăn ngũ tầng á, cái tính chất nó thêm tham dục, nó thêm sân hận, còn á, cái ảnh hưởng của nó là nó quyến rũ ngạ quỷ, các cái thiện thần chư thiên phải lánh xa hết. Mà nó quyến rút ngạ quỷ, nó ảnh hưởng tới cái người tu gần á, gần vẫn khi đén á, không ít nhiều cũng lắm. Thì mấy quý đệ cứ lật Kinh Lăng Nghiêm đến ba cái tiệm thứ tu tập Phật dạy, đầu tiên hết á, giúp cái trợ duyên, không được ăn ngũ tầng. Phật nói tóm tắt vậy thôi, không ra ngũ tầng, mà nói rõ cái cớ như rồi tôi nói. Cái tính chất của nó là thêm tham dục, thêm sân, mà mình tu là dứt tham dứt sân. Mà tham sân có thì nó tăng cái si lên, còn cái ảnh hưởng của nó là ngoại quỷ nó thích lắm. Mình sống này ngạ quỷ đầy á, tôi có hỏi mà có người đó xưng là quỷ vương ở dưới này, nói với mấy người dưới này, tôi lên tôi đấu với hòa thượng, cái xác á, cái xác của quỷ vương, xưng là quỷ vương, tôi lên tôi đấu hòa thượng, hòa thượng mà thua tôi dắt cả cái đoàn mà nó kêu vậy đó, là binh chúng hay gì của nó đó, lên đây ở hết, chiếm chỗ này, lên ông vậy. Cái lúc sau này mấy quân đệ nói là mới biết
nó xưng nó là quỷ dưỡng. Cho nên đó, tôi được ứng tâm tài như hồi nãy, tôi đâu có để ý gì, thấy lên một người đàn ông, người đàn bà. Người đàn ông này đứng lại đó chắp tay, người đàn bà đến đứng ở ngay tôi cái rồi cái làm gì đó không biết, quỳ xuống lại lại xong rồi chút cái đứng dậy xuống. Mà tôi không để ý, cũng không có ngó kỹ, đều thấy vậy thôi. Chừng mới biết nó sừng nó là quỷ dương, nó tính lệnh đấu á. Mà lên tỉnh nó làm vậy rồi nó xuống. Ủa vô trong chánh điện cả một ngày một đêm nữa, nó ngồi trên chánh điện của mình, nó chắp tay để niệm Phật đó. Ở luôn này đó, người chồng thế đi theo tới coi chừng thôi. Ông nói nó vô hơn 20 năm rồi, ổng cứ để tự nhiên, chỉ coi chừng bà vợ, coi chừng cái xác thôi. Nó làm gì làm mình đó. Bà chừng nha, trời ơi, nó nhập dồn nó lên nha. Không phải mấy người khác mà dùng mình ấy đâu. Uống cái mình này kia, giống hệt như con rắn này. Sau này tôi nghĩ, chắc có lẽ là bên ma hậu la già quá. Cái đoàn ma hậu la già á, nó trong cái đoàn đó. Vậy sao mấy quyền đệ này mới thực lại xuống rồi mới hỏi, nó lên nó đấu hòa thượng sao không chịu đấu mà thấy quỳ lại rồi xuống. Nó nói ôi lên tính đấu chứ, rồi thấy hòa thượng sợ quá, nó phát sợ lên rồi quỳ xuống lại rồi cho không dám gì nữa, quỳ xuống. Mà tôi không có ý, không để ý gì hết á, không có biết. Cứ vậy tôi ngồi bên cái cạnh cửa sổ để uống tam tài, cứ uống vậy. Rồi ngó cửa sổ xuống cái này coi mấy cảnh dưới này. Còn mấy người lên thăm, rồi tôi chỉ liếc cái về hỏi xa xa thôi, không để ý gì. Rồi cái người mà ở một bên cái lúc đó đó, sau đó có hỏi, không biết ông lúc đó ông có làm gì không, ý ông nói là ông có niệm chú à, có bắt ấn à, cái gì mà nó sợ như vậy, nó đâu có đâu, không biết vậy đó. Không có để ý nữa, nó tự vậy thôi đó. Mà nó ngộ lắm nha, nó lên đây nói mấy thầy trong nó, tôi hồi nào giờ ghét niệm Phật lắm. Cái con nhập đó, có lẽ nó chắp tay ở chánh điện, nó ngồi đó, nó cứ chắp tay ngồi vô trong kẹt ngồi chắp tay. Mà bây giờ là thích niệm Phật lắm, mà luôn một ngày một đêm nó ngồi đó. Rồi sáng bữa sau cái thầy chi kêu thầy chú Hương, cái thầy Hương đó, thầy quan trường đó, thầy hoàng thường á, dẫn đi đâu với ai á, với ông hòa thượng nào ở dưới Thường Minh, ở đỉnh tường hay ở dưới mà Bến Tre. Thường Minh. Sau này tôi mới biết, hỏi cho mà dắt xuống vô tới nào đến ông mà Liễu Minh ở qua hồi xưa mấy người đã biết đó. Rồi về đây đó, rồi mới đi về theo ông chồng về nhà, mà không biết bây giờ là sao, không đến đây dám xưng là quỷ dương quỷ sớm, hay là đấu hòa thượng. Nếu hòa thượng thua, ông dắt hết binh chúng của tôi lên chiếm ở chỗ này ở, ghê gớm vậy. Đâu có chuyện thường. Tôi nói để cho biết nha, mình sống này đó, ở bên cái phía mà ngạo quỷ, cái hạng mà cao đầy hết trơn. Cho nên Phật nói nó ảnh hưởng ở nơi ăn ngủ tầng, ảnh hưởng đến ở nơi ngà quỷ đó. Nó có ý để rút vô vậy cho mấy người để biết phải tránh. Trời ơi, bây giờ tôi nghe nói chùa nào cũng cái mùi ngũ tầng ngợp hết trơn, bên mấy chùa gần đây cũng vậy,
những tỏi ba rô cái gì treo đầy ở trong căn chùa ấy. Nghiệm ra nhờ tôi đây hồi nào bây giờ không có rớ nên cái đó, do đó mà anh Thành đó ở dạng nước này mới không có cái mùi đó, chứ giờ nghe đầy ấy. Mà mấy huynh đệ đang muốn giữ cũng không giữ được, ở dạng nước này không có, nhưng đi đám mỗi ngày đi đám mỗi ngày đi đám không ăn nhịn đói thôi. Tôi nhiều lúc đi tôi xuống huyện em có dặn á, không có mùi hết được, còn đi qua Già Lam hay gì á nhịn đói đi về đâu có ăn được, món nào cũng có cái mùi đó hết á. Cái món chương cũng có, nó khử dầu cũng có cái mùi đó, thứ gì cũng có cái mùi đó, chỉ ăn chút cơm với cái bánh ngọt hay gì rồi đi về thôi, không ăn gì được. Anh Thành không có đi đám được, đi đám nhịn đói vậy chứ không có ăn gì được. Từ nào giờ không có rớ tới cái đó. Mình biết học rồi em, Phật chỉ dạy rõ lắm, được đọc kinh nhiều rồi. Mấy người này thấy đọc kinh đó mờ mắt thôi. Thấy Phật dạy không có chỗ gì mà không dạy, dạy kỹ lắm. Mà tại mình không chịu để ý nhiều, thành ra cái bước đường ở trên cái Phật pháp này về cái đắc pháp được pháp không có, ít có là chính ở đó mà ra. Đây tôi phải nói em, qua cái việc mà ăn chay không ăn thịt chúng sanh, mà không ăn thịt chúng sanh thì nó có mấy điều lợi. Thứ nhất là không dính líu vô cái phạm vi của nghiệp sát. Nghiệp sát ở thế gian này nặng lắm, bởi vì ăn thịt chúng sanh nó bị bắt, bị giết chết, mình mới có thịt mà ăn. Thành nó ở trong cái phạm vi nghiệp sát, mình tránh được nghiệp sát. Thứ hai nữa là vì không ăn thịt chúng sanh mà mình ở trong Phật pháp, mình biết không phải chỉ sợ tội mà là thương, không có nỡ ăn thịt đó. Cái tình thương mà đã thương, thương rồi á, hễ thương thì muốn ai cũng được vui được sướng, mà muốn được cho ai cũng được vui được sướng thì làm lành, lẽ nhiên phải không? Cái tâm từ nó sanh ra. Mà đã thương rồi á, nhưng mình có đứa em hay đứa cháu gì đó mình thương lắm, mình đâu có muốn cho nó khổ, mà không có muốn cho nó khổ thì không có làm cái gì cho nó khổ. Như vậy là tự nhiên cái là cái tâm bi nó khởi lên, không có làm ác, làm lành, không làm ác. Mà do ở nơi cái tình thương đó, từ cái gốc là ăn chay mà ra. Tôi thấy rõ ràng em, tôi hồi nhỏ đằng xóm mấy thằng bạn sắp dặn thu nó bắn chim, tôi cũng làm nhà thu bắn chim. Nó cầm cần câu đi câu, tôi cũng bắt chước nó cầm cần câu đi câu. Hồi nhỏ xíu thì nó không biết, nhưng mà khi biết ăn chay này kia rồi, trời ơi, thấy con gà cái gì này.